Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo tháng 2 vừa qua là hơn 534.000 tấn, đạt hơn 286 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt hơn 893.000 tấn, trị giá 472 triệu đô la Mỹ, tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm nay cũng tăng 9,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đi xuống, thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm do nhu cầu mạnh, ngay cả khi rủi ro nguồn cung toàn cầu vẫn còn.